Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với LTK Bonsai. Rồi hôm nay mình đi đến nhà của Thanh Triệu. Hôm nay giới thiệu gì Triệu ơi? Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay chị có một lô mai chiếu thủy với mờ bùm sụm cằn thăng với mờ sam với mờ sigo để giao lưu với các cô chú anh chị mình nha. Sigo. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là hàng sale, chúng em sẽ giảm giá 50% cho các cô chú anh chị mình. Đó, rồi. Tuyệt đối luôn. Đây là mai chiếu thủy Trung Nu. Đó, đây. Các chú chị mình một cặp là 600k. Còn nếu mà một cây là 300k nha. Đó, để rồi. Em đo hạo thử một cây nha. Cây cao lên nha. Là 47. Tán ngang là 39. Đó, đây. Để em đo thử quanh gốc bên đây đi. Gốc của nó bự hơn gốc bên đây. Nhưng mà mình đo gốc nhỏ nhất của nó đi nha. Đây, gốc nhỏ nhất của nó là 9 nha. 10 yếu một chút, tính 9 thôi. Đó, đó, bên đây là mười mấy luôn đó. Đây, một cặp như vậy là 600k. Còn nếu mà một cây là 300k nha cô chú anh chị mình nha. Đó, các chú chị mình cứ mời lại bao ship toàn quốc luôn. Đó, đây, cặp số 1A. Đó, giá 600k. Bao ship toàn quốc luôn. Đây, cặp 2A. Cái này là chúng em mà hàng thường chậu nha. Đây, cái này chúng em chỉ đo hạo cho các chú chị mình biết thôi. Đó, mai chiếu thủy Trung Nu luôn, dáng long luôn nha. Đó, cao lên cũng là 47 luôn, tán ngang cũng là 30 luôn. Đó, này đo hạo hạo thôi. Và chúng em nhắm hoành cho các chú chị mình nha. Hoành là 13. Rồi, 13. Đó, đây cây cặp 2A cũng là 600k luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cặp 3A, cao lên cũng là 45 đi. Đó, em tính vậy đi, trừ hao cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, tán ngang của nó luôn là 20-30 đi. Đó, tán ngang là 30 luôn. Đây là mai chiếu thủy Trung Nu nha. Cái này về các chú chị mình cứ bẻ tay chi lại giùm em nha. Hả? Quay đi, ừ. Đó, hàng thường chậu đảm bảo 100%. Nếu không thường chậu, các chú chị mình trả cây lại cho em hoàn tiền lại cho cô chú anh chị mình. Cặp 3A cũng là 600k. Bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó, đây. Cặp 4A cũng là mai chiếu thủy Trung Nu. Đó, cao lên là 40-45. Đó, tán ngang là 30. Đó, cao lên là 45, tán ngang là 30. Hoành gốc này thì chúng em hào hào, lâu lâu hào hào để cho cô chú anh chị mình đều biết nha. Đó, đây. Đây, hoành gốc là 12. Đó. Rồi. Hoành gốc là 12, hàng thường chậu đảm bảo 100%. Không thường chậu, các chú chị mình trả tiền lại. Em trả tiền cho cô chú anh chị mình nha. Cũng là 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, 600k, bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đây. Cặp 5A. Đó, cũng là mai chiếu thủy Trung Nu luôn. Cao cũng là 40, tán ngang là 30. Đó. 5A. Đây, rất là đẹp luôn nha. Nu dữ lắm già luôn. Hàng thường chậu luôn, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc. Một cây là 300k. Đó. Một cây là 300k nha, hai cây là 600k. Đây, tới cặp 6A. Cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó. 6A cũng là dáng long luôn, rất là đẹp, chi tay tứ diện. Đó, cũng là 600k luôn, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Bao phí ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn. Rồi, kéo đây. Xích lên. Hồi cái sau kéo xích lên trên chút. Dạ rồi, cây 7A. Cặp 7A cao lên cũng là 40, tán ngang là 30. Đó, cũng là 600k, em bao phí ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn, dáng long rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây. Rồi, kéo xích lên cái. Kéo lên cả nửa thước đi. Nó sáng sáng. Rồi. Đó. Đây, tới cặp 8A. Hàng này thường chậu đảm bảo với cô chú anh chị mình 100% luôn nha. Cặp 8A cao lên cũng là 40. Tán ngang cũng là 30 luôn. Đó. Đây. Cũng là 600k em bao phí ship toàn quốc. Hoành của nó là từ 10 ăn lên nha. Đảm bảo với cô chú anh chị mình nha. Hoành là từ 10 cho đến 15 nha. Đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng là 600k em bao phí ship toàn quốc. Rồi. Một cây là 300k. Đó, đây. Tới cặp 9A.
cao lên cũng là 40, tán ngang cũng là 30, hàng thuần chậu đảm bảo 100%. Đó, đây, đó, hoành là này cỡ 10, 11 nha. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mà luôn, còn hoành cũ là từ 13, 14 ăn lên. Đây, cũng là có giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mai chiếu thủy trung nu. Đó, đây, tới cặp 10A, cao lên là 40, tán ngang là 30, hoành là chỉ có từ 10 ăn lên, hoành này phán cỡ 12, 13 nha. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình, hàng thường chậu đảm bảo 100%, đó cũng là 600k, em bao phí ship toàn quốc luôn, 600k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, đây là cặp 10, 11A, cao lên là 40, tán ngang là 30 luôn. Đó, hoành này là phán cỡ 12, 13 nha. Dáng lông lắc lượng rất là đẹp luôn. Đó, đây, cặp 11A cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó, 11A bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, cặp 12A, cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó, đây, hoành này là phản cỡ 11, 12. Đó, 12A, cũng có giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đó, cái này là chúng em bẻ chi tay tứ diện hết trơn rồi, về các chú chị mình thích dáng nào cắt theo dáng đó, hoặc là bonsai mini, siêu mini thì cắt lại ngắn lại nha. Chứ lấy hàng thường chậu đảm bảo bao sống. Lấy phía sau đi ấy. Ờ, đứng vô trụ đích vô hoài. Ờ, rồi đưa phía sau, lấy phía sau, đừng đừng đây rồi. 13, cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó, đây, hoành này phán cỡ 11, 12 ăn lên nha. Đó, không có giữ đâu, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Đây, cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây, cặp 14A. Chi tay tứ diện luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, chi tay là tứ diện luôn. Đây, cao lên là 40, tán ngang là 30. Hoành này phán cỡ 12 nha. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn, để em đo hạo thử lại cái nha. Lâu lâu chúng em hạo cái cho cô chú anh chị mình là biết. Đây, đây tới 13 luôn nha. Tới 13 luôn chứ phải 12 nha, chứ mà em trừ hao luôn. Đó, cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc luôn, 14A. Đó, đây, tới cặp 15A. Cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó, cây này rất là già nha, đảm bảo bao già luôn. Nếu mà không già thì chúng em trả tiền lại cho các chú chị mình luôn. Đó, chơi lớn luôn, bữa nay là sổ luôn nè. Đây, 15A nha. Đó, đây đem đồ hạo thử rồi nha. Hoành này là 12 nè cô chú nè. Đó, chắc cái loại chiếu thủy luôn nha. Đây, mai chiếu thủy trung nu nha. Đó, lá kim rất là đẹp luôn. Đó, cây cặp 15A cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây, 15A bao phí ship toàn quốc luôn nha. Cây rất là già đảm bảo luôn. Đó, về các chú chị mình bẻ tay chi rất là đẹp luôn. Đó, mai chiếu thủy trung nu. Đây, 16A, cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó, hoành này phán cỡ chừng 11, 12 nha. Đó, đây, cũng có giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó, đây, tới cặp 17A, cũng là mai chiếu thủy trung nu. Đó, cao lên là 40, tán ngang là 30, dáng lông lắc lượng rất là đẹp luôn. Hoành là từ 10 cho đến 13, 14 nha. Đó, đây, cây rất là đẹp luôn, 17A, cũng có giá là 600k. Em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Quay à, quay. Đó, bao phí ship toàn quốc luôn, 17A. Rồi, đây, tới cặp 18A. Đó, đây, cao lên cũng là 40 luôn, tán ngang là 30. Đó, hoành của nó là khoảng cỡ 10, 11, 12, 13 ăn lên, chứ không bao giờ dưới nha. Đảm bảo với cô chú anh chị mình bằng nửa cùm tay ăn lên. Đó, đây, cây này 18A cũng có giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó, 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, cây 19A, cao lên là 40, tán ngang là 30. Đó, hoành này là bán cỡ 11, 12. Đó,
Đây. Đây có bông nữa ha. Dạ cũng có bông lai gai nha anh. Này bông chùm rất là thơm nha. Đó. Cặp này cũng là 600k, em bao phí ship toàn quá cho các anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây tới cặp 20A. Đó, cặp 20A cao lên là 40, tán ngang của nó là 30. Đó, hoành thân này khoảng cỡ chừng 11, 12. Đó, dáng lông rất lắc lượng, rất là đẹp. Hàng thường chậu đảm bảo 100%. Không thường chậu cái em trả tiền cho cái chị mình lại luôn. Đó. Đây cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Đây tới cặp 21A. Cũng là mai chiếu thủy trung lưu luôn. Đây. Đó, cao lên là 40, tán ngang là 30, hoành này khoảng cỡ chừng 12, 13 nha. Nu dữ lắm, nu luôn nha các chị mình ha. Về vô dây nhôm cái nó thôi là nó ra dáng rất là đẹp luôn. Đó, hàng thường chậu đảm bảo 100%. Cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Một cây là 300k. Đó, hai cây là 600k. Đây, tới cây cần thăng. Đó, cần thăng này thường chậu đảm bảo 100% nha. Tại vì chúng em mới gỡ dây nhôm á, mới lấy ra khỏi chậu nha. Đó, về gỡ dây nhôm là mình chơi thôi. Cao lên là 52. Tán ngang tàn của nó luôn là 85. Cần thăng. Đây, chỗ này nó bị ấy nhưng mà nó không có mục nha các chú chị mình ha, đảm bảo luôn. Đó, nó hơi chỗ đó nha. Đây, hoành là 28. Rồi, quay đó. Đây, cần thăng. Đó, cây rất là già, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đó. Rồi. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900k, bao phí ship toàn quốc luôn. 900k bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới đây là một cây bùm sụm. Đó, miền Tây kêu bằng cây bùm sụm, miền Bắc kêu bằng cây trà Phúc Kiến. Đó, cây rất là già, trái cũng rất là đẹp luôn nha. Cao lên là 125, tán ngang là 70. Đó, ở đây nó cũng có đang ra bông ra trái nè nha cô chú anh chị mình ha. Nó ăn dây dữ lắm, ăn dây rồi. Đó, bông nó rất là đẹp luôn. Đó, bông trái nó đều ra từ từ rồi nha. Hàng này thường chậu đảm bảo 100%. Đó. Đây, cái này là tại em trả chậu lại cho ông chủ nhà nha. Đây, để em đo thử cái hoành nữa rồi nha. Đây. Bùm sụm. Bùm sụm. Hoành là 11. Đó. Đây. Cây bùm sụm. Đó. Trà Phúc Kiến nha. Đây, có giá là 1,2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1,2 triệu bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đó, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, tới cái cây nguyệt quế lá trung, bông chùm. Đó, em bẻ chi tay rồi. Đó, chi tay này là bằng ngón tay cái ăn lên hết trơn rồi nha cô chú chị mình nghe. Hàng thần chậu. Cao lên là 45. Tán ngang tàn là 50. Đó. Đây, hoành là 18. Đây là đang chóc da chàm ra nha. Rồi. Đó, đây. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 500k. Mà chúng em không có ship chậu nha. Đó, 500k không ship chậu nha. Đó, chúng em sẽ lấy ra bó bầu cho kỹ lưỡng. Đây. Tới cây 25A. Đó, cũng là nguyệt quế lá trung bông chùm. Cao lên là 50. Tán ngang là 50. Đó. Đây. Hoành là 20. Đó, cây này thì nó bị nói chung là nó bị sành chỗ này rồi. Đó, nhưng mà nó đang kéo mép lành. Chưa vô tới thịt. Dạ đúng rồi. Rồi quay. Đây. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 400k, bao phí ship toàn quốc luôn, nhưng mà chúng em không ship chậu nha. Em bó bầu kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình, chúng em không ship chậu nha. Đây, em có hai cây linh sam. Đó, 26A. Đó, đây, lỗ chí thâm đội cây. Đó, rồi, hàng đây, mini đây, rất là đẹp luôn nha. Có chậu luôn không? Dạ, chậu luôn anh, cái này là ship chậu luôn. Tán ngang là 35. Cao lên là 23. Rồi, cái bằng cái cái nha. Đây, thân này thì khoảng cỡ chừng 6-7 trở lại thôi nha. Rồi, linh sam gì? Đây, linh sam 86.
đó, Lỗ Chí Thâm đội cây rồi đó. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 800k bao phí ship toàn quốc luôn, có đó. Tượng luôn, này là luôn luôn cái tượng ông Lỗ Chí Thâm luôn nha. Đây để em đo cái tượng này luôn, đây là một cặp nha, chỉ có một cặp thôi, để em đo thử cái tượng nữa coi nha. Từ miệng chậu cho đến cái chân của Lỗ Chí Thâm luôn là 40 nha. Tán ngang cái mình của Lỗ Chí Thâm luôn á là 20. Đó, cây này dáng bay rất là đẹp luôn, dáng độ. Đó, tán ngang tàn là 44. Đó, chiều cao lên là 20. Hoành này là khoảng cỡ 6-7 thôi nha. Sai ạ. Đó, cái này em đã vô bằng nước dây về, mình gỡ dây nhôm ra là mình vô lại mấy cây trên kia là rất là đẹp luôn. Đó, Lỗ Chí Thâm đội cây. Đó, đây. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Bao phí ship rồi, toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Còn các chú chị mình lấy một cặp thì chúng em sẽ bớt lại chút đỉnh nha. Đó, đây là tới cây Sigo 28A. Cao lên để em đo hạo thử cây này nữa coi nha. Em chỉ còn 4 cây thôi. Cao lên là 97. Tán ngang là 40. Đó, đây cây Sigo. Sigo đây. Đó, hàng này hàng có, là có trò trái chưa? Dạ đây có trái chiến rồi anh. Còn chỉ có 4 cây thôi. Đó, rồi, chúng em sổ cho cô chú anh chị mình luôn. Hoành này khoảng cả chừng 7-8 thôi nha. Rồi. Đó, cây là một cốt hàng ương hột luôn, đảm bảo 600k bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. 600k bao phí ship toàn quốc luôn, cây Sigo. Đây, 29A cũng là cây Sigo luôn. Cao lên là 90, tán ngang là 60. Hoành cũ ở dưới này của nó là khoảng cỡ 7-8 thôi, 8-9 thôi. Đó. Mà chúng em không moi ra tại vì Sigo rễ nó rất là yếu. Đó, hàng thường chậu đảm bảo 100%. Cây 29A cũng có giá là 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cây 30A cũng là cây Sigo luôn. Cao lên là 85, tán ngang là 70. Đó, cây 30A. Đó, cũng là 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, hoành của nó là bự hơn ngón tay cái chút nha. Rồi, xây đó. Đây, cũng 600k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Đây. Rồi. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thái Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, tới cây Sigo 31, cao lên là 90, tán ngang là 60. Đó, hoành này là khoảng cỡ chừng bự hơn ngón tay cái một chút nha. Đó, quay. Bự hơn ngón tay cái của mình một chút nha. Đó, cũng có giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Các cô chú anh chị mình cứ bấm đăng ký kênh để chúng em săn những cây độc lạ về phục vụ cho các chú chị mình. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Xin hẹn gặp lại vào những clip sau.